anh chị nha. Em ý xin kính chào tất cả anh chị yêu Lan trên mọi miền tổ quốc. Thì sáng hôm nay em ý vào vườn và vô tình em ý lục được một cái siêu phẩm anh chị. Thì siêu phẩm này hiện tại lúc trước rất là được những anh chị và cô chú săn đón cực kỳ nhiều. Nhưng mà hiện tại do vườn lúc trước em dọn vườn do nó thất lạc hơi bị nhiều, cho nên là hôm nay em vừa tìm được một hai chậu. Thì em cũng lên cái clip em chia sẻ cho anh chị, bởi vì em biết rất là nhiều anh chị cô chú và đang cần cái mặt hoa màu đỏ như thế này. Đây là một cái cây dòng 351 anh chị. 351 rất là đẹp và thật sự mà nói là cái màu của nó đẹp dã man luôn anh chị. Màu đẹp dã man luôn chứ không phải là cái kiểu mà đẹp bình thường nữa. 351 này em xin chia sẻ với anh chị mình một chậu hướng 3 lá nha anh chị. Một chậu hướng 3 lá nó sẽ là hơn 1 triệu đó. Còn em cũng còn một chậu hướng 2 lá nữa. Anh chị nào mà thích siêu tầm thì anh chị alo liền cho em ý qua cái số điện thoại này liền nha, 0989 214 119. Em ý sẽ chốt đơn cho anh chị mình. Hiện tại thì em ý vừa mới vào vườn và lục được đúng 2 chậu, một chậu 2 lá và một chậu 3 lá. Chậu 3 lá thì nó tầm hơn 1 triệu, còn chậu 2 lá thì nó sẽ tầm 1 triệu đó anh chị. Đây là em báo giá trên clip này luôn. 351 này em xin chia sẻ với anh chị mình một chậu như thế này. Đây là cái mặt bông 351 nha. 351 này là hoa nở tại vườn nhà em, cho nên mọi người cứ yên tâm công tác. Mọi người cứ yên tâm công tác giống tại vườn nhà em. Và sau này nếu như có nhu cầu trao đổi, vẫn cái câu nói cũ, có nhu cầu trao đổi giống hoặc anh chị dư giống thì cứ alo lại cho em. Em sẽ thu lại với giá xứng đáng với cái thời gian hiện tại đó. Em chia sẻ cái chậu 351 này anh chị, hiện tại nó đang được 3 lá. 351 này hiện tại nó đang được 3 lá và nó có lỗi một tí xíu ở đây nè anh chị. Lỗi này là do lúc mà em tách em lấy cái kéo em quơ xong nó lủng mất tiêu cái lá luôn. Thì cái này cây đã ấm chậu rồi anh chị và đã bị khai thác một mắt, vẫn còn một mắt gạo. Cây này thì hiện tại nó đang đi 3 lá này, mắt vẫn còn đầy đủ. Có lá này là bị cắt nha anh chị, cái lá này là bị cắt luôn nè. Bị cắt này là em tách hướng ra em trồng đó. Thì hiện tại nó sẽ được 3 lá như thế này và nó sẽ có lỗi lá như thế này. Anh chị nào thích siêu tầm cái chậu 3 lá này thì alo liền cho em ý nha. Một cái cây màu đỏ mà thực sự mà em ý rất là tâm đắc. Không phải một mình em tâm đắc đâu anh chị mình, mà rất rất là nhiều cô chú và anh chị tâm đắc cái cây này. Năm vừa rồi em còn nhớ, năm vừa rồi em lên một cái chậu này tầm 40 mấy lá, mà em lên một cái clip là em sẽ banh cái chậu 40 mấy lá luôn. Là anh chị mình cũng biết là cái sức hút của cái cây màu đỏ này nó như thế nào. Đây là mã 351 nha anh chị. Màu đỏ sậm rất rất là đẹp. Và cây này đặc biệt nó không có mắt rõ như những cây khác anh chị. Nó không có mắt như những cây khác đâu, mà nó sẽ chạy gân như cây như thế này. Mũi nó sẽ vàng và đặc biệt cái lưỡi nó sẽ đỏ đậm hơn cái cánh. Cái cánh nó đã đỏ rồi nha. Cây này cái cánh đã rất rất là đỏ rồi, mà cái lưỡi của nó còn đỏ hơn nữa anh chị mình. Nó rất là đẹp và rất là dễ thương luôn. Cây này thì dễ thương cực kỳ. Và thân lá của nó nè anh chị, tròn xoe, tròn quay luôn. Thân lá rất là tròn. Và cái thân của nó nè, rất là to và rất là khỏe. Nó không như những cây khác. Và cái dòng này cây rất là lực luôn anh chị. Anh chị nào yêu thích mã 351 này thì alo liền cho em nha. Hiện tại mới tìm được đúng 2 chậu, một chậu 2 lá và một chậu 3 lá. Thì em cũng có báo giá rồi. Anh chị nào mà mình dư giả thì mình chơi chậu 3 lá, hoặc là mình nói chung là gu của mình thích cỡ nào, mình thích chơi cỡ nào thì mình alo liền cho em. Nhưng mà em ý xin báo trên cái clip này là em ý chỉ được đúng 2 chậu cho mọi người sưu tầm thôi, chứ em ý không có nhiều nữa. Thật là tiếc, lên một cái clip mà chỉ được có mấy lá thì rất là tiếc luôn anh chị. Nhưng mà nếu như anh chị nào sở hữu được nó thì em cũng xin chúc mừng, bởi vì cái cây này là một cái cây hiện tại bây giờ rất là được nhiều anh chị và cô chú săn đón. Nè, cái màu của nó nè, sặc sỡ dã man luôn anh chị, rất là sặc sỡ luôn và rất là đáng yêu luôn. Cân lắm và thơm lắm luôn, cánh hoa cực kỳ dày nha. Cái độ lá của nó là cứng anh chị, rất là dày. Đó, rồi bây giờ em sẽ qua một cái mã mới, mã đó là một cái mã rất là hot. Anh chị nào nhanh tay thì mình sẽ sở hữu được nó nha. Rồi hôm nay em sẽ lên một cái siêu phẩm hàng đài nữa anh chị, mà cho anh chị mình cùng siêu tầm. Siêu phẩm hàng đài, cây này tên là Chun Phong Win anh chị, đỏ màu vàng và đài màu vàng. Cây này thì cái độ sức hút của nó không kém gì cái cây màu đỏ em vừa mới lên, nhưng mà cái cây này em báo cho anh chị biết nó là hàng đài. Thì hôm kia em cũng lên những cái clip cây hàng đài được rất là nhiều sự ủng hộ của anh chị mình. Hôm nay em sẽ lên một cái chậu Chun Phong Win này cho anh chị mình cùng siêu tầm. Em cái cây này em có tách hướng luôn anh chị mình nha. Nếu mà hướng 2 lá thì em sẽ chia sẻ với giá là 500.000. Đây là cái chậu thực tế và em sẽ chia sẻ cho anh chị mình, đây là chậu thực tế. Anh chị nào thích hướng thì em sẽ cắt hướng 2 lá như thế này 500.000. Còn anh chị nào mình có điều kiện thì mình sẽ lấy hết chậu này về mình chơi. Hết chậu thì nó sẽ hết nhích hơn một ít anh chị, nó sẽ tầm
700-800 ngàn nguyên chậu. Nguyên chậu này em sẽ bán với giá là 800 ngàn. Còn anh chị nào lấy hết, lấy hướng thì em sẽ chia hướng hai lá là 500 ngàn. Nếu như mà mình có điều kiện mình chơi nguyên chậu nó vẫn lợi hơn. Và hiện tại cái cây này thì mắc mũi đầy đủ. Cái cây này sức sống của nó rất là cao chị. Đây là một cái cùi nó bị rụng lá và cái này nó sắp nứt mầm nè. Ngay cả cái lá mẹ em trồng từ lúc nó rất là lâu rồi nó vẫn còn mầm cho mình chơi luôn. Anh chị nào mà thích sưu tầm cái hàng đài này thì alo liền cho em nha. Hàng đài và rất là đẹp luôn anh chị mình. Cái cây đài này cực kỳ đẹp và cực kỳ dễ thương luôn. Do hôm nay trời khá là nắng cho em ý ngồi nấp dưới những cái chậu lan em ý làm video cho anh chị mình á. Rất là nắng luôn anh chị mình. Hiện tại bây giờ em ý mới đang làm video lúc 8 giờ mà khá là nắng luôn, nắng chang chang luôn. Bình Phước hôm nay rất là nắng. Thì cái nắng này là cơ hội cho anh chị mình nhập giống, bởi vì nắng mình trồng cây rất là an toàn luôn anh chị. Anh chị nào yêu thích cái mã chun phong win này thì alo liền cho em nha. Một cái cây đài cực kỳ đẹp nè. Hoa này là hoa mẫu nở tại nhà em ý, cho nên mình cứ yên tâm đi anh chị mình. Mình cứ yên tâm mình công tác. Và cây đài thì như anh chị cũng đã biết, cái khuôn nở rất là chuẩn và cái màu nở còn chuẩn hơn nữa. Rất là chuẩn luôn anh chị. Nó không nở như những cái cây hàng khác đài mà nó làm rất là chuẩn. Rồi hôm nay em sẽ lên hai cái mặt bông siêu VIP cho anh chị mình cùng sưu tầm. Anh chị nào yêu thích một trong những hai mặt bông này thì alo liền cho em qua số điện thoại 0989 214 119. Em ấy sẽ chốt đơn cho anh chị mình nha. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc. Là hôm hai cái mã hôm nay em lên vô tình tìm thấy thôi anh chị. Chứ cái này mà gọi là bán đại trà thì chắc có lẽ là không có hàng để bán đại trà. Bye bye mọi người nha. Em ấy chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye mọi người nè.